Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của ship.vn. Video này mà các bạn cùng chúng tôi kiểm tra một kiện hàng của một vị khách đã nhờ ship.vn mua trên một website của Mỹ. Hôm nay kiện hàng nó đã về đến Việt Nam. Bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra kiện hàng. Trong quá trình kiểm tra thì ship.vn có quay lại cho bạn nào quan tâm tới cái sản phẩm này. Các bạn sẽ có được những cái video quay rất là thực tế. Một số kênh thông tin của ship.vn. Video này mà các bạn cùng ship.vn sẽ cùng kiểm tra một kiện hàng một mẫu đồng hồ đỉnh từ thương hiệu Calvin Klein đã được ship.vn mua tại một seller uy tín ở Mỹ và ship tới văn phòng của ship.vn tại Mỹ ở bang Oregon và dịch vụ UPS. Đầu tiên UPS họ nhận kiện hàng này, sau đó họ chuyển sang cho đơn vị vận chuyển USPS. Phía trên đây chính là số tracking của UPS và phía dưới đây chính là số tracking của USPS. Số tracking này sẽ luôn được ship.vn cập nhật qua email cho khách hàng khi khách hàng đặt mua trực tuyến trên website. Các bạn có thể copy số tracking này dán vào trang chủ của đơn vị vận chuyển để có thể theo dõi kiện hàng của mình. Kiện hàng này mất khoảng hơn 3 tuần để về đến Việt Nam. Và bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp để có thể kiểm tra mẫu sản phẩm bên trong, đồng thời cho các bạn có những góc quay thực tế nhất về mẫu đồng hồ ngày hôm nay. Bên trong kiện hàng này mình có đặt mua 3 mẫu Calvin Klein. Ngày hôm nay mình sẽ review trước một mẫu cho các bạn có thể thấy được một trong những cái sản phẩm mới đến từ thương hiệu Calvin Klein này. Hai sản phẩm còn lại mình sẽ hẹn các bạn trong video sau nhé. Rồi, tạm thời mình sẽ để qua một bên. Đi đến nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Bên ngoài chiếc bóc chính chúng ta sẽ có một cái lớp bìa giấy đây rất là mỏng thật để bảo vệ chiếc bóc chính bên trong. Và bên trong các bạn thấy là thiết kế cũng khá là giống cái bìa giấy bên ngoài, một cái tông màu trắng thuần khiết, cùng với đó là tên thương hiệu màu đen cực kỳ nổi bật ngay trên phần nắp hộp, cùng với đó là dòng chữ Squidmate khẳng định chất lượng cũng như cái độ tin cậy đến từ thương hiệu Calvin Klein. Để gắn cái dòng chữ Squidmate này thì chúng ta thấy là phải có được cái kiểm định, phải có trên 60% chi phí sản xuất lắp ráp và kiểm định ngay tại thị sĩ nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ cùng xem bên ngoài hộp, thì mình cũng thấy là họ trang bị những phần tem về thông tin sản phẩm bên trong. Bây giờ mình cũng mở hộp ra ngay luôn nha. Bên trong chính là nhân vật chính của chúng ta nè, và phía dưới sẽ là một sách hướng dẫn rất quen thuộc của Calvin Klein, khá là dày với rất là nhiều ngôn ngữ bên trong. Và đây là nhân vật chính của chúng ta. Sản phẩm của chúng ta vẫn còn mới 100% nha các bạn, như siêu mặt các bạn, họ dán khá là đẹp ha. Tạm thời mình thấy cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến vấn đề tầm nhìn. Phía dưới chúng ta sẽ có siêu đáy đây, họ dán này rất là đẹp luôn. Và siêu khóa của chúng ta, tất cả các chi tiết còn mới 100%. Mẫu Calvin Klein ngày hôm nay của chúng ta sẽ có tên là Calvin Klein hoặc Woman Watch, với mã sản phẩm sẽ là KPL234C1. Mã sản phẩm này mình có để dưới tên video cũng như đường link truy cập sản phẩm này phía dưới phần nội dung. Các bạn có thể dễ dàng truy cập vào và sở hữu cho mình chiếc đồng hồ này với mức giá cực kỳ ưu đãi tại eShip.vn nha. Ở phía sau tắt thì chúng ta sẽ thấy là tên thương hiệu Calvin Klein cùng với dòng chữ Squidmate thôi, rất là đơn giản. Và đó là những thông tin chúng ta có trên tắt ha. Và đây chính là nhân vật chính của chúng ta. Trước hết là mình sẽ chia sẻ về đường kính trên mẫu này sẽ là 38mm, với độ dày sẽ là 11mm, một độ tương đối dày nha các bạn. Đây các bạn thấy là cái phần kính của chúng ta cũng tương đối là dày rồi. Và chúng ta sẽ có một cái trang bị khá là độc đáo. Mặt trên chúng ta sẽ có cái lớp kính dày như thế và mặt đáy của chúng ta cũng vậy. Chúng ta sẽ có thêm cái mặt kính đáy nữa, cho nên là cái độ dày của mẫu này lên tới 11mm. Và cái thiết kế này của Calvin Klein nhằm mà đánh vào những bạn có cá tính mạnh mẽ hơn, những bạn nữ có cá tính năng động nè, trẻ trung sẽ rất là thích những cái mẫu sản phẩm như thế này. Nó sẽ tạo nên cái độ nổi bật ngay trên cổ tay của nữ giới. Về phần mặt kính thì chúng ta sẽ có là mặt kính khoáng với khả năng chống va đập tốt nè, hạn chế được trầy xước cũng như là dễ dàng đánh bóng lại khi trầy nhẹ. Ở đây là mình nói vấn đề là chúng ta sẽ thấy những cái vết trầy nhẹ thì dễ dàng đánh bóng, nhưng mà mình cũng không nên lạm dụng cái việc này, đặc biệt là đối với những cái vết trầy nó sâu hơn, nặng hơn. Vì bản chất của việc đánh bóng là chúng ta mài mòn đi phần mặt kính bên trên, cho nên nếu chúng ta lạm dụng nó vào những cái vết trầy sâu hơn thì nó sẽ tạo ra những cái vết lõm ở trên cái phần mặt kính, rất là mất thẩm mỹ. Các bạn lưu ý điều này giúp mình nha. Về phần mặt số bên trong chúng ta sẽ có một cái màu đen huyền bí sang trọng. Đây là một trong những cái tông màu rất là được yêu thích trong giới thời trang. Nó khá là an toàn, dễ dàng kết hợp với rất là nhiều kiểu trang phục khác nhau, cũng như là sử dụng được trong mọi dịp mà vẫn giữ được cái nét thanh lịch sang trọng dành cho mẫu đồng hồ. Ngoài ra thì trong quan niệm hiện đại, màu đen còn tượng trưng cho sự giàu sang và quyền lực nữa nha các bạn. Chính vì thế mà nó được sử dụng khá là rộng rãi trong các thiết kế, đặc biệt là trong giới thời trang. Và ngay trên phần mặt số các bạn đã thấy ngay được cái phương châm thiết kế của Calvin Klein, đó là độc đáo tối đa, đơn giản tối đa. Các bạn có thể thấy ha, chúng ta sẽ được tối giản toàn bộ phần cọc số nè,
chúng ta sẽ được trang bị 3 kim chức năng giờ phút giây, cực kỳ đơn giản. Và tên thương hiệu vẫn được đặt ở góc 12 giờ với cái phông chữ màu trắng nổi bật trên nền màu đen, rất là đẹp luôn, cực kỳ bắt mắt và tăng cái độ nhận diện thương hiệu hầu như là tối đa dành cho mẫu sản phẩm của chúng ta. Phía dưới góc 6 giờ chúng ta vẫn sẽ có dòng chữ Sweetmate khẳng định độ tin cậy đến từ thương hiệu này. Về bộ kim, chúng ta vẫn thấy một cái thiết kế kim rất là thanh mảnh, tinh tế dành cho sản phẩm của chúng ta. Thì đây là một sản phẩm đồng hồ nữ, cho nên các bạn thấy là những cái thiết kế được Calvin Klein chăm chút rất là tỉ mỉ, từ kim cho đến những cái phần chi tiết khác. Chẳng hạn như phần khung vỏ của chúng ta đây, các bạn sẽ thấy là phần khung vỏ chúng ta sẽ được hoàn thiện từ thép không gỉ 316L. Đây là một loại thép chuyên dụng để sản xuất đồng hồ và nó có tính chất chống ăn mòn tổng thể tốt hơn trong môi trường nước biển, hoặc là các chất lỏng có tính axit như là mồ hôi. Và trên khung vỏ này chúng ta cũng sẽ được trang bị một cái lớp mạ PVD với cái tông màu đen và được đánh bóng toàn bộ, tạo nên cái nét bóng bẩy sang trọng cũng như là các hiệu ứng bắt sáng cực kỳ đẹp mắt khi chúng ta di chuyển cổ tay ở các góc nhìn, thu hút được rất là nhiều ánh nhìn xung quanh. Đây là điều mà chị em phụ nữ chúng ta rất là yêu thích. Về phần núm vặn chính, chúng ta sẽ có một núm vặn được thiết kế khá là khiêm tốn và nó nằm cũng rất là tinh tế ngay trên phần thân vỏ này đây. Phần mặt núm chúng ta vẫn sẽ có logo CK rất là sắc nét nha các bạn, tương đối nhỏ thôi nhưng mà các bạn vẫn có thể nhận ra được logo CK rất là sắc nét. Nó cũng có phần tăng thêm cái độ nhận diện thương hiệu cho đồng hồ của chúng ta ở các góc nhìn khác. Và điểm nhấn tiếp theo trên sản phẩm này đó chính là phần dây đeo. Dây đeo của chúng ta sẽ cũng được trang bị một cái dây đeo da rất là thanh lịch và trẻ trung. Ngoài ra chúng ta sẽ thấy là đây, chúng ta thấy là một cái tông màu đen ha, nó sẽ đồng bộ hơn so với cái tổng thể thiết kế của mẫu đồng hồ. Đây chính là tông màu chủ đạo cho toàn bộ sản phẩm ngày hôm nay, kể cả phần khóa của chúng ta nha các bạn. Đây, khóa chúng ta được sử dụng ở đây là khóa tiêu chuẩn của Calvin Klein luôn, đó là khóa cài và cũng được chế tác đánh bóng toàn bộ trên phần mặt khóa. Trên đầu khóa chúng ta cũng sẽ có tên thương hiệu Calvin Klein được khắc cực kỳ chi tiết và sắc nét. Nói về phần dây đeo da thì dây đeo da nó mang lại cái nét trẻ trung, thanh lịch và các mẫu dây da thì thường khá là nhẹ nhàng, dai chắc. Nó cũng tạo nên cái độ ấm cũng như là cái cảm giác đeo ôm tay. Bên cạnh đó, dây da thường bị ảnh hưởng do thời tiết cũng như là mồ hôi của người đeo, làm mất đi cái vẻ bóng bẩy ban đầu. Cho nên việc vệ sinh cũng như giữ gìn dây đeo da cần tỉ mỉ hơn rất là nhiều so với các loại vật liệu khác. Các bạn chú ý kỹ điều này nha. Và bên trong khung vỏ này chúng ta sẽ được trang bị một cỗ máy sử dụng pin đến từ Thụy Sĩ nha các bạn, cho cái độ chính xác rất là cao. Máy pin luôn được đánh giá cao về độ chính xác vì nó hoạt động liên tục cho đến khi nó hết năng lượng mà không cần phải tinh chỉnh thời gian thường xuyên như các mẫu đồng hồ cơ khí. Đó chính là cái ưu điểm lớn nhất của máy pin. Phía sau dây chúng ta cũng thấy không quá nhiều thông tin, chỉ có một tên thương hiệu Calvin Klein và được in rất là lớn luôn ngay phía sau dây. Phần mặt đáy chúng ta vẫn sẽ có một thiết kế đáy kín rất là quen thuộc trên các mẫu sử dụng pin. Đây, phần trung tâm chúng ta sẽ thấy tên thương hiệu rất là lớn nè, và phía dưới chính là dòng chữ Sweetmate. Và sau cùng đây, phần dưới góc 6 giờ sẽ là mã sản phẩm. Ngoài ra chúng ta sẽ thấy những cái thông tin bên lề như là All Stainless Steel, tức là các vật liệu hoàn thiện là thép không gỉ 316L, và khả năng kháng nước mẫu này là 33, tức là 30m. Với khả năng kháng nước này thì các chị em phụ nữ có thể yên tâm đi mưa nhỏ hoặc rửa tay. Tuy nhiên ở trong trường hợp tiếp xúc, mình cũng đã nói rất là nhiều lần trong các video đó là các bạn phải lưu ý kỹ điều này. Vấn đề vào nước là vấn đề thường gặp nhất trên các mẫu đồng hồ, không chỉ là Calvin Klein mà tất cả các hãng đồng hồ thì mình lưu ý rất là kỹ vì cái vấn đề này gặp rất thường xuyên và chủ yếu là do lỗi người dùng của chúng ta. Thứ nhất là khi mà chúng ta đã để cho đồng hồ tiếp xúc với nước, các bạn tuyệt đối không sử dụng núm vặn luôn. Đây là cái lưu ý rất là quan trọng nha các bạn. Khi đã tiếp xúc với nước là tuyệt đối không sử dụng núm vặn, đó là điều thứ nhất. Thứ hai đó là trong khi mà mình rửa tay thì tuyệt đối không rửa tay dưới cái vòi nước trực tiếp đang xối và nó đang xối thẳng vào trong cái phần núm vặn chính này nè các bạn. Đó, cái lưu ý này rất là quan trọng nha. Áp suất nước lúc đó sẽ rất là lớn, lớn hơn cái miếng ron cao su chịu được bên trong và nước vẫn có thể bị đẩy thẳng vào bên trong máy của chúng ta gây hư hỏng. Chi phí bảo dưỡng bảo trì cho trường hợp vào nước khá là cao, cho nên là mình nhắc rất là kỹ ở các video để cho các bạn có thể đảm bảo được cái độ tin cậy cũng như là cái sự bền bỉ cho sản phẩm của chúng ta. Và ngoài ra thì mục đích chính là tiết kiệm chi phí cho chính bản thân mình. Đó là những cái lý do mà mình luôn luôn chia sẻ những cái vấn đề thường gặp nhất trong các video và đặc biệt là vấn đề vào nước thôi. Mau máy pin của chúng ta cũng không quá nhiều lưu ý như là máy cơ khí. Đây, sản phẩm của chúng ta còn mới 100% và các góc quay các bạn có thể thấy là sản phẩm vẫn còn rất là hoàn hảo, không hề có dấu hiệu cấn móc hay trầy xước phía trên phần khung vỏ nè, mặt kính cũng như là phần dây đeo của chúng ta. Ở sản phẩm này chúng ta sẽ có hai mặt kính ở trên phần mặt trên và cả mặt đáy nha các bạn, và tất cả đều là kính khoáng. Tất cả các chi tiết còn rất là hoàn hảo luôn.
Và tổng kết lại, các bạn có thể thấy đó, với một cái kinh nghiệm dày dặn trong ngành thời trang kết hợp với cái bề dày kinh nghiệm của tập đoàn đồng hồ Edgewood Group danh giá, thì Calvin Klein đã được hỗ trợ một cái dây chuyền sản xuất hiện đại nè. Chính vì thế mà chất lượng của những chiếc đồng hồ CK vốn được đánh giá rất là cao. Thiết kế đơn giản, tinh tế, phù hợp với nữ giới. Giá thành cho mỗi sản phẩm thì cực kỳ hợp lý, phù hợp với rất là nhiều phân khúc khách hàng. Đó chính là những cái ưu điểm và những cái thế mạnh mà sản phẩm ngày hôm nay mang lại cho chúng ta với một mức giá thành vừa túi tiền. Và đó cũng là một số góc quay thực tế nhất về mỗi sản phẩm đồng hồ ngày hôm nay, cũng như là một số chia sẻ của xship.vn đến những bạn nào đang quan tâm đến các sản phẩm của Calvin Klein nói chung, cũng như là mẫu Calvin Klein ngày hôm nay nói riêng. Hiện tại tại xship.vn đang có rất là nhiều mẫu mã đồng hồ với nhiều kiểu dáng, màu sắc cũng như giá thành khác nhau đến từ rất nhiều thương hiệu. Đến xship.vn các bạn có thể hoàn toàn yên tâm, các sản phẩm sẽ luôn là hàng chính hãng với nguồn gốc rõ ràng, và cam kết các sản phẩm tại xship.vn sẽ luôn có giá thành cạnh tranh hơn so với thị trường. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo.